hộ chiếu vaccine, cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu lúc này. Những người ủng hộ cho rằng cấp giấy chứng nhận quốc tế đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid là cách làm hay để nhanh chóng khôi phục cuộc sống xã hội và hoạt động kinh tế. Những ai đã tiêm ngừa Covid sẽ được tự do đến những nơi hoặc làm những việc mà người chưa được chủng không được phép. Muốn đến Mỹ thì phải có thị thực Mỹ. Chứng nhận vaccine hoạt động theo cùng cách đó chưa chủng vaccine chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thì không thể đi du lịch hy lạp đã kêu gọi liên minh châu âu áp dụng cách làm này để thúc đẩy ngành du lịch lời kêu gọi được chủ tịch ủy ban châu âu ủng hộ nếu đã được tiêm chủng thì phải có giấy chứng nhận chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận trên bình diện liên minh châu âu để ra được những quy tắc chung Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine đang gây tranh cãi. Khi mà mới chỉ có rất ít người được tiêm chủng, phải tới hết năm nay, thậm chí tới hết năm sau mới tiêm chủng được cho đa số người dân, thì một giấy chứng nhận như thế có thể gây bất bình đẳng giữa người đã chủng và người chưa chủng. Mặt khác, cho tới lúc này, chưa rõ vaccine có thể bảo vệ được người đã chủng trong bao lâu. Virus biến chủng làm cho câu chuyện phức tạp thêm. Đã chủng ngừa không có nghĩa là miễn nhiễm mọi virus corona biến chủng. Và khó khăn nữa, có rất nhiều vaccine với hiệu quả khác nhau. Các nước phải công nhận vaccine của nhau thì hộ chiếu vaccine mới có ý nghĩa. Cuộc tranh luận này phải được diễn ra ở cấp độ Liên minh châu Âu. Vấn đề này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế nữa, mà đã mang tính chính trị và pháp lý. Một lý do quan trọng nữa là cách làm này có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng giữa các quốc gia các nước giàu chỉ chiếm 13% dân số thế giới đã mua được vaccine đủ chủng ngừa cho toàn bộ dân số. Trong khi tại 70 nước nghèo thì cùng lắm chỉ có khoảng 1 phần 10 dân số được chủng ngừa Covid trước cuối năm này. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.